viêm không? Viêm nặng không? Nó cũng chạy đe luôn. Con nghĩ biết chứ. Đi ra mà bỏ một tiếng rồi. Nó cũng chim được chứ. Nó cũng biết rồi. Ừ. Trời ơi, chịu gì. Đây là con gu viềm nha anh em đi chơi cắn thôi. Con này viềm có nặng rồi. Con này chủ yếu là gù thôi. Tiếng rất là tốt. Cái ngay thôi nha anh em. Nghe đẻ không? Vậy không biết rồi. Nó cũng ớn luôn. Hư gì hư cho nó gù cho nó nghe cho đẻ. Màu tôi coi đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Đi vài đúng rồi. À, đây trời đất. Ôi, chào những anh em đang xem cái video này của mình nha.